chào cả nhà. Hello, chào cả nhà. Hôm nay em sẽ giới thiệu cả nhà về món bánh bao nha cả nhà. Đây là bánh bao nha cả nhà. Bánh bao này là nằm trong hộp sẵn nha cả nhà. Bánh bao này mình nó chiên ăn cũng ngon mà mình hấp ăn cũng được nữa nha cả nhà. Mà bữa nay em không có hấp mà em chiên. Em chiên cho giòn. Trong này có nhân nha cả nhà ơi. Nhân thịt heo của sẵn nha cả nhà. Đây là tương ớt nha cả nhà. Tương ớt với đây là tương đen á. Tương đen để mình ăn bánh cuốn bồ viên rồi nè. Em sẽ lấy hai loại tương này để mình ăn bánh bao. Đây là dầu ăn của em để em chuẩn bị cho bánh bao. Dạ, bắt đầu mình chiên nha cả nhà. Dạ, em đặt lửa lên cho nó nóng. Ở đây gió lắm cả nhà, mình che lại có được. Để mình che lại gió. Đây là bánh bao của em sáng nay nè cả nhà. Nó trắng hình của nó rất đẹp nha cả nhà, nó có nhân trong này nè cả nhà. Trắng hay trang gái 18 thôi nha Phải Thanh. Nó tròn vo à. Tròn vo à. Bây giờ em sẽ đổ vô ăn cho nha cả nhà. Em sẽ đổ hết chai luôn nha cả nhà, tại vì mình chiên ngập chai á mới để em nặng nha. Đúng rồi. Bánh này nhân thịt gì biết không? Dạ. Nhân thịt heo á cả nhà. Nhân thịt heo của sắn. Em cũng chưa ăn nữa. Em thấy nó ghê ở ngoài chứ. Có thịt chuột đó ta. Chắc cũng có. Thịt chuột để em làm cho anh Nguyên ăn. Nè cả nhà, giờ bánh bao rất là đẹp nha cả nhà. Bánh bao rất trắng nha cả nhà. Làm cái kiểu rất đẹp nè. Làm bông ở trên này cả nhà. Bông có sứa ở trên á. Nhà cả nhà mở ra ăn sôi á cả nhà. Mở ra ăn sôi nha cả nhà. Bánh bao của em nó đang vàng rồi nha cả nhà ơi. Nhà cả nhà vàng vỏ màu rất ngon nha cả nhà ơi. Thơm á. Em chiên á bay mùi lên thơm lắm cả nhà. Bao vàng nha cả nhà. Vàng khè luôn rồi. Ngon quá. Nhận lớn, chứ nhận lớn là nó tắt. Nhận lớn nó khét. Khét chứ lộn nó tắt. Cái bàn mình nhỏ nha cả nhà, bàn nhỏ dạ. Cầm. Để em chở mấy cái này cho nó đều. Mấy cái này chính là cái. Cái để em chở mấy này để em chở nó khác nhở. Chở mấy này cho nó vàng cho nó đều. Mấy cái này chính này em sẽ gấp ra cả nhà. Em sẽ để lên đây nè cho gáo dầu ăn cả nhà. Ngon quá ha. Dạ. Giờ muốn chảy nước miếng cả nhà. Thơm lắm á cả nhà ơi, em chiên mà em thơm dữ vậy. Cái này chưa chín. Chả thơm gì. Bánh bao này cả nhà, vàng thơm rất ngon nha. Bánh bao của Thanh làm ở cả nhà chứ không phải là bánh bao của Thanh. Nhà mình cả nhà cùng ăn. Thanh mua không? Ngon.
đây có nhân nha cả nhà. Rất là giòn luôn cả nhà ơi. Giòn thiếu à? Ừ, giòn dữ dằn luôn. Cả nhà vừa mới đút vô miệng là nó giòn tan vô miệng luôn cả nhà. Giòn quá hả thật? Dạ. Ngon quá. Nhân à? Nhân bự lắm đó cả nhà. Nhân nha cả nhà. Nhưng cái nhà nó cũng sắn nữa nha cả nhà. Nó sắn cay mịn nha cả nhà. Hai cái ăn nghe ngọt ngon. Cắm tôi gớt ăn ngon tung tên ha. Em chấm hai cái lộn hộp. Bồi bồi ha. Bây giờ nó ngọt ngọt đó cả nhà. Cái này nãy thanh chiên liền có tên mình chiên nó là đỏ. Đỏ nha. Nó có chai thì chiên nó là được hết. Ngon nha cả nhà. Anh đứng ngay không mưa ha. Dạ. Ngày trời mưa ở đây nè cả nhà, thường ngày trời mưa lớn lắm cả nhà. Đó trời mưa nồm luôn hết rồi. Trời mưa mà cả nhà thấy cái sông của hỏi của em cạn mà bây giờ nước tràn lên tới lộ luôn cả nhà. Ngập lộ luôn có lộ rồi. Hả? Ngập lộ luôn. Có lộ ngập lộ cũng y chang nha, anh Nguyên cũng mất lỗi. Ngập lộ khác. Ngọc là ngọc cái lộ hả? Ừ. Ngọc tới lộ rồi sao? Tới lộ rồi chưa ngọc. Ngầu quá anh Nguyên ơi. Ngầu quá. Em với anh Nguyên bước hết năm bánh quay cả nhà đâu còn 1, 2, 3, 4, 5 cái cả nhà ơi. Em với anh Nguyên ăn hết nổi rồi. Bây giờ 5 cái này là để em dơm chia cho mấy đứa nhỏ trong nhà chẳng ra cả nhà. Chứ em với anh Nguyên ăn hết nổi rồi. 5 cái đủ 5 đứa luôn cả nhà. Dạ có 5 đứa cái giờ đem vô 5 cái này hết chia cho 5 đứa đủ luôn. Thấy video của em có hay cả nhà, cả nhà nhớ đăng ký like và chia sẻ giúp em nha cả nhà. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt cả nhà.